chương 411, giống như ta. Nam Cung Tư Kỳ cảm xúc chợt phát điên cuồng, uy uy uy. Tần Trạch. Ta có thể hay không không hôm nay chết a. À. Tần Trạch, cái này ngươi nói không tính. Nam Cung Tư Kỳ ủy khuất nói, ta đáng yêu như thế, ba ba không quan tâm sống chết của ta, ta chết đi chính là chết vô ích a. À. Hắn sẽ không thương tâm. Ta muốn đổi cái phương thức đi chết. Không riêng gì Nam Cung Tư Kỳ nghĩ như vậy, ngay cả Tần Trạch cũng là nghĩ như vậy. Nếu như không thể để cho Nam Cung Tuấn Sở cảm nhận được mất con thống khổ, như vậy Nam Cung Tư Kỳ chết đối với Tần Trạch mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nam Cung Tư Kỳ cúi đầu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trạch, đồng thời đưa tay bắt được Tần Trạch tay. Uy uy uy. Tần Trạch. Nam Cung Tư Kỳ một mặt vội vàng, giúp đỡ chút, nghĩ một chút biện pháp, để cho ta chết thảm một chút, có thể để cho ba ba đau đến không muốn sống loại kia có hay không hảo. Tần Trạch không nói. Tần Trạch đối trước mắt cái này Nam Cung Tư Kỳ làm qua bài tập, mặc dù hắn cũng không cho rằng Nam Cung Tư Kỳ tử năng mang đến cho Nam Cung Tuấn Sở rất lớn xung kích, nhưng cũng là ông thử nhìn một chút tâm tính. Đương nhiên, Nam Cung Tuấn Sở mặc kệ Nam Cung Tư Kỳ chết sống ngược lại cũng không có thế hoàn toàn chứng minh Nam Cung Tuấn Sở không có nhân tính, chỉ là Nam Cung Tuấn Sở người yêu y bạch khả năng cao sẽ không để cho Nam Cung Tuấn Sở đi cứu Nam Cung Tư Kỳ. Chiếu trước mắt hình thức đến xem, đúng là dựa theo trong tay tầng trạch kịch bản đi. Lại là không hiểu thấu, Nam Cung Tư Kỳ lại mất mát, tự hồ tinh thần của nàng có vấn đề, Cảm xúc lúc nào cũng thay đổi rất nhanh Quả nhiên, Nam Cung Tư Kỳ rơi xuống nói Ngươi điều tra qua ta, ta căn bản cũng không phải là y bạch nữ nhi Chật Nam Cung Tư Kỳ lại hưng phấn lên Nàng hai mắt hiện ra qua nhìn xem Tần Trạch kế hoạch chúng ta một chút đi Để cho Nam Cung Tuấn sở đau lòng có hay không hảo Tần Trạch rất rõ ràng, lần này kế hoạch thất bại Cũng không có Nam Cung Tư Kỳ phủ nhận Tần Trạch A Nam Cung Tư Kỳ nhìn về phía gợi cảm Emma, Emma như thế nào nàng có phải hay không siêu cấp bổng? Tần Trạch nhíu mày. Nam Cung Tư Kỳ, chẳng lẽ ngươi hôm qua không có thể nghiệm nàng? Tần Trạch không nói. Nam Cung Tư Kỳ, đáng tiếc, ta đều giúp ngươi như vậy. Bất quá, không quan hệ. Nam Cung Tư Kỳ hưng phấn đứng lên, mở ra hai tay giống như nên đón Tần Trạch đồng dạng, ngươi có thể để nàng cho chúng ta thu hình lại, chúng ta ở trong biển lửa tùy ý không bị cản trở, để cho Nam Cung Tuấn sở thấy được nàng nữ nhi bộ dáng điên cuồng. Nói đến đây, Nam Cung Tư Kỳ tự hồ đã đến trên sinh lý một loại nào đó cực hạn, nàng hạnh phúc đỏ bừng cả khuôn mặt, khóe miệng kìm lòng không được lưu lại bởi vì quá độ hưng phấn sinh ra vật bài tiết. Nam Cung Tư Kỳ đoán xem nhìn, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Vậy nhất định rất thú vị đúng không? Liền Nam Cung Tư Kỳ lần này ngôn từ, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, phàm là nam nhân này hơi có một chút như vậy lương tri, đều sẽ bị Nam Cung Tư Kỳ ác tâm đến. Đáng sợ là, tần trạch vậy mà bất vi sở động, con mắt vẫn là lạnh lùng như vậy nam cung tư kỳ ngẹo đầu kỳ quá nhìn tần trạch thế nào chẳng lẽ đề nghị của ta không tốt sao chẳng lẽ ngươi không muốn để cho nam cung tuấn sở đau đến không muốn sống sao tần trạch lạnh lùng cười tự hồ nghe được chuyện tiếu lâm tức cười nhất nam cung tư kỳ thẹn quá hóa giận ngươi cười cái gì tần trạch thản nhiên nói ta điều tra qua ngươi ngươi rất dở nhưng con người của ta có cái quen thuộc tần trạch thái độ rất khác thường cái này khiến nam cung tư kỳ rất không thích ứng nàng đè thấp lông mày cốt nhìn chằm chằm tần trạch cái gì quen thuộc Tần Trạch, ta không căn cứ vào tư liệu bình phán bất cứ người nào, thậm chí, tại ta ngươi đây có thể là một cái mới tin nữ nhân hoặc giả thuyết là một cái mới tin điểm xuất phát, nhưng bây giờ giai đoạn này, tại ta không có cho rằng ngươi là một cái cậu đều chẳng muốn nhìn một chút nát vụn nữ nhân phía trước, ta hy vọng ngươi không cần ở trước mặt ta không ngừng chứng minh ngươi là đê tiện nữ nhân, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nam Cung Tư Kỳ Nam Cung Tư Kỳ triệt để trợn tròn mắt, hai mắt con ngươi tan rã, tự hồ đã mất đi tín ngưỡng chợt, Nam Cung Tư Kỳ bụng mặt điên cuồng cười to. Nam Cung Tư Kỳ, ha, ha 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 Chợt. Cười mà phản giận. Nam Cung Tư Kỳ, ngươi là muốn nói cho ta biết, tại trong lòng ngươi ta là cô gái tốt, đúng không? Tần Trạch, chớ tự làm đa tình. Người tốt cũng tốt, người xấu cũng được, không đối ta làm việc tốt, cũng không phải là người tốt, không đối ta làm chuyện xấu, cũng không phải là người xấu. Nam Cung Tư Kỳ nhìn chầm chầm Tần Trạch, Tần Trạch, ngươi rất thú vị. Lúc này, tần trạch bởi vì hút ăn quá nhiều có hại khí thể, đầu đã vẫn là chìm. Chỉ là để cho tần trạch cảm thấy kinh ngạc là, từ nam cung tư kỳ trạng thái tinh thần đến xem, tự hồ nam cung tư kỳ chuyện gì cũng không có. Không riêng gì tần trạch ý thức được không thích hợp, một bên Emma cũng phát giác nam cung tư kỳ không bình thường. Emma nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng. Giống như ta. Chương 412, Nhất cấp văn minh. Nam cung tư kỳ chú ý tới Emma trên mặt khó gặp cảm xúc biến hóa, nàng xem thấy Emma, nhếch miệng lên tươi cười đắc ý. Tần Trạch nhìn xem Nam Cung Tư Kỳ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nam Cung Tư Kỳ cười nói, rất hiếu kỳ ta vì cái gì không có chuyện, đúng không? Tần Trạch cái tráng hiện lên mồ hôi. Rất rõ ràng, Tần Trạch có chút muốn không chịu nổi. Nam Cung Tư Kỳ dí dõng ngồi xuống, một tay lột xuyên, một tay ăn mặt lạnh. Nam Cung Tư Kỳ, đối với hiếu kỳ ta vì cái gì không có chuyện gì, ngươi càng hẳn là hiếu kỳ em ma tỷ tỷ vì cái gì một dạng không có chuyện gì. Tần Trạch cũng ngồi xuống, hắn liếc một cái bên cạnh mặt không thay đổi em ma nam cung tư kỳ kỳ thực ngươi có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã rất tốt phải biết người bình thường đã sớm ngất đi tần trạch nhìn xem nam cung tư kỳ bình tĩnh ăn sâu nướng cùng mặt lạnh càng ngày càng cảm thấy nam cung tư kỳ cũng không đơn giản loại này không đơn giản tuyệt đối là siêu thoát tại nam cung gia tộc cùng y gia nếu như nam cung gia tộc cùng y gia có khác biệt nói theo lý tới nói nam cung thần vật không nên chết đơn giản như vậy tần trạch ngờ tới trước mắt cái này nam cung tư kỳ chắc có nàng sức mạnh thuộc về mình nam cung tư kỳ cười thanh khách nói ăn lạnh da a à. một bên em thấy được tần trạch sắc mặt không tốt lắm liền tiến lên lão đại tần trạch hai mắt nhìn chăm chú nam cung tư kỳ đối với sau lưng em ma khoát tay không thể đi em ma tỉ tỉ nam cung tư kỳ cười thanh khách nói tần trạch có rất nhiều sự tình đều suy nghĩ giải ngươi sao có thể như thế không hiểu phong tình cho hắn mang đi đâu tần trạch trầm giọng ngươi vì cái gì không bị ảnh hưởng nam cung tư kỳ ăn sâu nướng trong lúc cấp bách nói một câu ngươi hẳn là cảm thấy để mắt tới các ngươi tần gia cùng ngu gia có rất nhiều thế lực chẳng lẽ ngươi không muốn biết những người này vì cái gì nhìn chằm chằm các ngươi tần gia cùng ngu gia sao hoặc có lẽ là đến tục cùng tần gia cùng ngu gia đến tục cùng có cái gì có thể để cho đại gia như thế thèm nhỏ giải không thôi tần trạch nhíu mày hắn không rõ vì cái gì cái này nam cung tư kỳ vậy mà như thế kết luận chính mình là người tần gia tần trạch lạnh giọng ta hỏi là ngươi vì cái gì không bị ảnh hưởng nam cung tư kỳ cười xấu xa ta đang tại trả lời vấn đề của ngươi nha tần trạch hai mắt nhíu lại rất hiếu kỳ nam cung tư kỳ cười nói có phải hay không rất hiếu kỳ vì cái gì ta không có chuyện gì vậy mà có thể cùng các ngươi tần gia cùng với ngu gia sự tình liên hệ với nhau đúng không tần trạch không nói chuyện nam cung tư kỳ ta có thể lựa chọn không nói hơn nữa ta tin tưởng tần gia cùng ngu gia cũng không khả năng sớm như vậy nói cho ngươi trước mắt ngươi có thể được đến câu trả lời chỗ chỉ có ta chỗ này tần trạch ngươi muốn cái gì Nam Cung Tư Kỳ, đồ đần, ta đương nhiên muốn ngươi nha. Tần Trạch cười lạnh, đối với bên người Emma khoát tay áo. Emma hiểu ý, cúi người xuống chuẩn bị động thủ. Nam Cung Tư Kỳ thấy thế, vội vàng khoát tay, chờ sau đó. Emma tỉ tỉ ta nhưng đánh bất quá ngươi. Emma liếc mắt nhìn Tần Trạch, muốn nhìn một chút Tần Trạch thái độ gì. Trước mắt tình huống này, Tần Trạch trạng thái thân thể rõ ràng không tốt, đối với giết Nam Cung Tư Kỳ, Emma cảm thấy mang Tần Trạch thoát ly biển lửa là quan trọng nhất. Tần Trạch trầm giọng, kỳ thực, ngươi không cần phải cùng ta thừa nước đục thả câu, đã ngươi đem chuyện này lấy ra hàng huyên, vậy đã nói rõ ngươi muốn nói cho ta chân tướng. Ngươi bây giờ có thể nói điều kiện với ta, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không nói điều kiện, ngươi cũng không cần cho là ta rất quan tâm chuyện này, thậm chí, ta đều khinh thường với biết tần gia cùng ngu gia cái gọi là bí mật, ta làm chỉ là giết chết những cái kia muốn thương tổn nữ nhi của ta cùng lo lắng y người. Nam Cung Tư Kỳ cười nói, ngươi cũng biết, cái này cũng không có thế từ căn bản giải quyết vấn đề. Tần Trạch, khi sợ hãi chiếm giữ đầu óc của bọn hắn, Tần Gia cùng Ngu Gia cái gọi là bí mật cũng không phải là trọng yếu như vậy, ai cũng không muốn chết, không phải sao. Nam Cung Tư Kỳ cười nói, ngươi chính xác đủ hung ác. Tần Trạch liên tiếp trọng khục, chung quanh dưỡng khí hàm lượng càng ngày càng thấp, hắn cảm giác đầu lâu của mình càng ngày càng nặng, mí mắt cũng có chút không mở ra được. Trái lại Emma cùng Nam Cung Tư Kỳ hai người, hai người phản phất người không việc gì đồng dạng, bình tĩnh như thường đứng tại trong biển lửa. Nam Cung Tư Kỳ, như vậy đi, hôm nay ngươi không giết ta, xem như đáp lễ ta có thể nói cho ngươi chân tướng sự tình nhưng có thế nghe bao nhiêu thì nhìn ngươi có thế gắn bao lâu tần trạch lạnh như băng nhìn xem nam cung tư kỳ cũng không nói gì nam cung tư kỳ hai tay chắp sau lưng dưới giỏm đá mũi chân đi qua đi lại tại trong biển lửa nam cung tư kỳ ung dung giải thích nói văn minh chia làm bảy đẳng cấp ngươi biết trước mắt nhân loại ở vào hăng hái văn minh tần trạch cắn răng hắn cảm thấy này làm sao càng kéo càng xa nhưng bất đắc dĩ là cái này nam cung tư kỳ thật sự quá mức kỳ quặc nàng vô cùng có khả năng có tần trạch cần tin tức trọng yếu thế là tần trạch vẫn là nhịn phía dưới tính tình tới tần trạch không cấp nam cung tư kỳ lắc đầu tin chuẩn tới nói văn minh chúng ta đại khái tại không chấm bảy cấp vị trí bất quá ngươi nói là không cấp cũng không có gì vấn đề tần trạch không nói hắn đang chờ đợi nam cung tư kỳ nói tiếp muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng là như thế nào đem cấp bậc văn minh cùng tần gia ngu gia liên hệ với nhau nam cung tư kỳ ung dung nói nhất cấp văn minh là nhân loại có thể trưởng khống hành tinh mẹ sở hữu tài nguyên, cũng chính là hoàn toàn nắm giữ động lực hạt nhân, khi đó nhân loại có thể chữa trị bất luận cái gì tật bệnh, bao quát ung thư. Bất quá, từ trước mắt văn minh nhân loại đến xem, chúng ta đã đến gần vô hạn nhất cấp văn minh, bởi vì chúng ta đã tìm được triệt để trị tận gốc ung thư phương pháp. Chương 413, đời nhất vật thí nghiệm, Emma. Vừa nói như vậy xong, Tần Trạch cả kinh. Phải biết, ung thư khốn nhiễu nhân loại nhiều năm như vậy, bây giờ vậy mà lấy được tính thực chất tiến triển cuối cùng là ai làm được? Bỗng nhiên, Tần Trạch tự hồ ý thức được cái gì? Nam Cung Tư Kỳ rất hài lòng giờ này khắc này Tần Trạch biểu lộ, nàng cười nói, tin tưởng ngươi đã đoán được, tại trị liệu ung thư trên đường, Tần Gia cùng Ngu Gia đã có tính thực chất tiến triển. Tần Trạch con ngươi chấn động. Có mấy lời không cần Nam Cung Tư Kỳ cố ý đi giải thích cái gì, hắn đương nhiên biết Tần Gia cùng Ngu Gia nghiên cứu ra trị liệu ung thư thuốc đặc hiệu ý vị như thế nào. Cái này không riêng gì y học giới đại đột phá, sự hiện hữu của nó vô cùng có khả năng để cho một cái nghèo khó quốc gia trong vòng một đêm biến thành siêu cấp đế quốc. Không cần nói cũng biết, khối này bánh tô quá lớn, hơn nữa khối này bánh tô quá đã vượt ra, sự hiện hữu của nó rung chuyển các quốc gia lợi ích. Tần trạch trầm giọng, nhưng thuốc đặc hiệu còn không có ra mắt. Nam Cung Tư Kỳ gật đầu một cái, đúng vậy. Sớm tại 50 năm trước, Tần Gia cùng Ngu Gia liền đã lấy tay nghiên cứu phát minh trị liệu ung thư thuốc đặc hiệu. Ngươi cũng biết, mỗi người trên thân đều có tế bào ung thư, tần gia cùng ngu gia suy tính chính là, tất nhiên không thể thanh trừ tế bào ung thư, như vậy có thể hay không để cho thân thể của nhân loại cùng tế bào ung thư cùng tồn tại. Quay chung quanh cái này đầu đề, hai đại gia tộc từ hai cái phương hướng bày ra nhiều năm nghiên cứu. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, tần gia cùng ngu gia tại cùng một cái đầu đề bất đồng lĩnh vực thượng đô đạt đến tính thực chất tiến triển, bây giờ chỉ cần tần gia cùng ngu gia đem hai đại thành quả nghiên cứu tổ hợp lại với nhau, tin tưởng không dùng đến thời gian 5 năm, trị liệu ung thư thuốc đặc hiệu liền có thể vấn thế. Tần trạch nhíu mày, hắn rút cuộc minh bạch vì sao lại có nhiều người như vậy nhìn chằm chầm tần gia cùng ngu gia nguyên lai là bởi vì tần gia cùng ngu gia nắm giữ lấy trị liệu ung thư hạch tâm nhất tư liệu nhỏ đến cá nhân đại chí quốc gia bất luận cái gì thế lực cầm tới phần tài liệu này cũng có thể thay đổi bố cục thế giới nghĩ tới đây tần trạch tê cả da đầu chuyện này không thể nghĩ lại càng nghĩ càng suy nghĩ kỹ càng khó trách lúc đó mụ mụ sẽ nói với mình tần gia cùng ngu gia địch nhân là toàn thế giới Nam Cung Tư Kỳ nhìn xem Tần Trạch, trầm giọng nói, ta rất hiếu kỳ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Tần Gia cùng Ngu Gia nghiên cứu ra đáng sợ như vậy đồ vật, vì cái gì hoa hạ không xuất thủ đem các ngươi bảo vệ. Chuyện thứ hai, cái này cũng là ta cảm thấy chuyện quỷ dị, các ngươi Tần Gia cùng Ngu Gia quan hệ nghĩ đến thủy hỏa bất dung, vì cái gì bỗng nhiên lấy ngươi cùng lo lắng yên hôn nhân làm lý do tiến hành kết minh. Đối với chuyện thứ nhất, Tần Trạch cũng không hiểu, đây là quốc gia tần diện vấn đề, rất nhiều vấn đề cũng không phải hắn một cái dân chúng có thể hiểu được. Đối với chuyện thứ hai, Tần Trạch có đáp án, sở dĩ Tần Gia cùng Ngu Gia có thế kết minh, cái này phải quy công cho năm đó ở trong phòng sinh hai đại gia tộc ôm sai hài tử. Tần Trạch hư nhược nhìn xem Nam Cung Tư Kỳ, cái này cùng ngươi hút đại lượng có hại khí thể còn có thể bình yên vô sự có quan hệ gì. Nam Cung Tư Kỳ liếc mắt nhìn bên kia em ma, cười nói, thích ứng tính chất. Tần Trạch, thích ứng tính chất. Không tệ. Cái này thuốc đặc hiệu tên liền kêu là thích ứng tính chất hát. Nam Cung Tư Kỳ giải thích nói, hai đại gia tộc nghiên cứu thuốc đặc hiệu điểm xuất phát là làm cho nhân loại cơ thể cùng tế bào ung thư cùng tồn tại, bởi vì hai đại gia tộc tư liệu từ đầu đến cuối cũng không có thích hợp duyên cớ, cái này dẫn đến thích ứng tính chất khác có cực lớn không ổn định tính chất. Trước kia ngu gia một vị hạch tâm nghiên cứu phát minh thành viên phản bội, hắn mang theo tư liệu rời đi ngu gia, hơn nữa đem cái này thích ứng tính chất khác tiến hành cải tiến, dùng làm thủ đoạn. Phi pháp. Tần Trạch Kinh Thanh, ngươi nói là thích ứng tính chất hát có thể cắm vào khác gen, có thể khiến người ta thể nắm giữ năng lực khác. Nam Cung Tư Kỳ cười nói, cùng người thông minh nói chuyện phím chính là có hiệu suất, không tệ, thông qua thích ứng tính chất hát xác suất thành công rất thấp, chỉ có 0.0000003%. Tần trạch trọng khục không ngừng, thân thể mềm nhũng, ngã xuống. Cũng may chính là, Emma một mực canh giữ ở tầng trạch bên cạnh, nàng Việt cấp kéo lại cơ thể của tần trạch. Tần trạch chật vật mở mắt ra, hư nhược nhìn xem trước mắt Nam Cung Tư Kỳ, nếu như phối hợp không thành công đâu. Nam Cung Tư Kỳ cười nói, chết thôi. Tần Trạch gật đầu một cái, mặc dù hắn rất muốn tiếp tục nghe, nhưng bây giờ thân thể này đã là cực hạn. Chậm rãi, Tần Trạch nhắm hai mắt lại. Nam Cung Tư Kỳ thấy được Tần Trạch hôn mê bất tỉnh, lúc này lộ ra cười xấu xa. Nam Cung Tư Kỳ, em ma tỷ tỷ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Em ma cũng không nói gì, cổng lên Tần Trạch hướng ra phía ngoài đi. Nam Cung Tư Kỳ đi theo em phía sau, bằng không thì ta đến cổng A. Chợt, em dưới chân giày cao góp dừng một cước. Em lạnh lùng nói, lăng. Nam Cung Tư Kỳ, ta chỉ là muốn giúp đỡ chút. Nam Cung Tư Kỳ cho rằng, trước mắt Emma nhiệm vụ chủ yếu là cứu Tần Trạch, cho nên nàng cũng không cho rằng Emma sẽ đối với nàng ra tay. Emma, 5 giây. Nam Cung Tư Kỳ, cái gì 5 giây? Emma, ngươi chỉ có thể trong tay ta sống 5 giây. Nam Cung Tư Kỳ nghe tiếng, cực kỳ hoảng sợ. Nam Cung Tư Kỳ, ta biết ta đánh không thắng ngươi, nhưng không nghĩ tới đời thứ nhất vật thí nghiệm vậy mà có thế mạnh tới mức này. Emma, ta hy vọng ngươi không cần cho rằng ta trước mắt chỉ là vì tần trạch an toàn không muốn cùng ngươi chào hỏi, đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi minh bạch, nếu như tần trạch muốn cho ngươi chết, hắn hoàn toàn có thể không ngại cái này 5 giây. Nam Cung Tư kỳ khóe miệng cơ bắt một quốc, không dám tùy tiện nói lời nhảm. Emma cất bước tiếp tục tiến lên, ngươi có thể còn sống, chỉ là bởi vì tần trạch vẫn chưa nghĩ ra cái chết của ngươi. Chương 414, Bái Phỏng lo lắng trấn hải. Tần trạch tỉnh lại đã là ngày thứ hai sự tình. Bình minh, quang mang chói mắt chiếu vào trên mặt tần trạch tần trạch nhíu mày không thích ứng cường quan mùa đông bên trong dương quan chính là cái dạng này không bằng xuân hạ như vậy ấm áp chỉ là chói mắt tần trạch chậm rãi mở hai mắt ra emma cũng chậm rãi mở hai mắt ra tần trạch đỡ đầu thấp giọng ta ngủ bao lâu emma nhìn một chút đồng hồ bên trên thời gian 10 tiếng linh 10 phần emma tùng thành bài đã tới tần trạch gật đầu một cái đứng dậy hướng phía dưới giường emma giúp tần trạch mặc vào áo khoác mấy ngày nay ngươi hút vào quá có bao nhiêu hại khí thể Bác sĩ đề nghị ngươi nghỉ ngơi một chút. Tần Trạch, đi thôi. Emma thấy thế, ngược lại cũng không thuyết phục cái gì. Trên đường, Emma lái xe, trên mặt thủy chung là lạnh lùng. Tần Trạch từ sau xem trong kính liếc mắt nhìn Emma cái kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Tần Trạch muốn hỏi chút gì, lại muốn nói lại thôi. Emma cũng liếc mắt nhìn Tần Trạch, thản nhiên nói, ta là đời thứ nhất vật thí nghiệm. Tần Trạch a. Tần Trạch nhìn cũng không vui vẻ. Emma, không có gì không thể hỏi. Tần Trạch, ta cho rằng ngươi sẽ có đau đớn quá khứ, cho nên không muốn hỏi. Emma kỳ quái liếc mắt nhìn Tần Trạch. Tần Trạch thở dài một hơi, tốt a, à, ngươi có thể không biết đạo đau đớn khái niệm. Nói đi, Tần Trạch nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tần Trạch suy tư một phen, phân phó nói, chuyện này không thể để cho lo lắng yên biết. Emma, hảo. Emma chính là cái dạng này, để cho người ta bớt lo tâm hoảng. Theo lý tới nói, đều hẳn là hỏi một câu, vì cái gì không thể để cho nàng biết các loại nhưng Emma lúc nào cũng cái dạng này, người nói cái gì chính là cái đó, nàng cũng không có cái gọi là lòng hiếu kỳ. Tần trạch phía trước cảm thấy dạng này rất tốt, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác được Emma dạng này cũng không tốt. Ít nhất, tần trạch trong lòng không thoải mái. Đến tột cùng là khó chịu chỗ nào. Tần trạch cũng nói không ra cái như thế về sau, tóm lại chính là không thoải mái. Hai người tới khu vực ngoại thành. Đầu tiên là thấy được chăn dê kiểu hậu căng. Kiểu hậu căng quơ trong tay giống túi vải các loại đồ vật. Kiểu hậu căng, lão đại. Tần trạch nhô ra ngoài cửa sổ, hắn ở nhà sao? Kiểu dày căng, thẩm kinh binh không phải đi tìm ngươi sao? Tần trạch, không phải hắn. Kiểu dày căng bừng tỉnh đại ngộ, a, à, vương lỗi đào bắt đâu? Tần trạch đóng lại cửa sổ, đi. Tần trạch chỗ nào là tìm vương lỗi? Hắn muốn tìm chính là ngu trấn hải. Nhưng bởi vì ngu trấn hải là tần trạch cha ruột duyên cớ, tần trạch cảm thấy hô to ngu trấn hải danh hào có chút không thể nào nói nổi, nhưng để cho phụ thân lời nói, lại có chút khó mà mở miệng. Emma lại mở gần tới 15 phút xe, cái này mới đến ngu trấn hải biệt thự. Tần trạch đẩy ra cửa viện liền nhìn thấy ngồi sổng trên mặt đất đào bắt vương lỗi. Vương lỗi xem xét tần trạch, nhanh chóng buông xuống trong tay việc làm, nắm tay tại trên ủy quốc xoa xoa. Vương lỗi ngạc nhiên nói, lão đại, ngươi tới rồi. Tần trạch liếc mắt nhìn lầu hai phương hướng, hắn ở đó không? Ngươi nói lão ngu đầu nhi a. À. Vương lỗi cười nói, hắn tại. Tiếp lấy, vương lỗi quay người, hướng về phía lầu hai phương hướng trống, lão ngu đầu ngu trấn hải nghe tiếng mở cửa sổ nộ trừng vương lỗi cắn răng nghiến lợi mắng tiểu tử ngươi chờ đó cho ta bình đóng lại cửa sổ bất quá mấy giây thời gian mà thôi ngu trấn hải liền từ lầu một vết đi ra đại môn bị ngu trấn hải một cước đá văng ngay sau đó ngu trấn hải cúi người phóng tới vương lỗi một cái đại phi cước vương lỗi thấy thế trên mặt chợt ngưng trọng hai tay để ngang trước ngực đông một cước rắn rắn chắc chắc đá vào trên hai tay của vương lỗi vương lỗi không động thân hình. Ngu trấn hải cước này sức mạnh 10 phần bá đạo. Nhìn như vương lỗi không động thân hình, nhưng sức mạnh cứng rắn đem cơ thể của vương lỗi đẩy đi ra đến mấy mét xa, trên mặt đất lôi ra hai đạo dọa người vết tích. Tần trạch thấy thế, trong mắt hơi hiếp. Trong lòng của hắn hồ nghi, trở nên mạnh mẽ. Vương lỗi lắc lắc cánh tay, chất phát nở nụ cười, lão ngu đầu, lão đại ta tìm ngươi. Ngu trấn hải nhìn về phía tần trạch, ánh mắt phức tạp, nhưng lại không ngôn ngữ. Tần trạch nghĩ nghĩ, cung kính cúi đầu, lại gặp mặt. Ngu Trấn Hải xem xét Tần Trạch thái độ này liền biết, tiểu tử này hơn phân nửa là biết thân thế của hắn. Ngu Trấn Hải cười nói, tới trọng ta ngưu tới. Tần Trạch, làm chính sự. Nghĩ đến cười đùa tí tưởng Tần Trạch bỗng nhiên không nói cười tùy tiện, Ngu Trấn Hải lúc này liền biết, xảy ra chuyện rồi. Ngu Trấn Hải thu hồi nụ cười, thế nào? Phát sinh cái gì? Tần Trạch ung dung nói, ta nghĩ. Lời còn chưa dứt, Ngu Trấn Hải điện thoại chấn động lên hiếm thấy hai cha con chuyện trò một chút cầm, lúc này điện thoại tới rất có sát phong cảnh. Thở hỗn hển Ngô Trấn Hải dự định cúp điện thoại, nhưng cầm lấy điện thoại ra phát hiện điện thoại này dãy số lại là tầng giới. Ngô Trấn Hải nâng lên con mắt liếc một cái tầng trạch. Tầng Trạch thản nhiên nói, ngài trước tiên nghe điện thoại, ta chuyện không vội. Ngu Trấn Hải gật đầu một cái, lúc này mới tiếp thông điện thoại. Tiếp thông điện thoại, Ngu Trấn Hải cũng không có cái gì tốt thái độ. Ngu Trấn Hải, làm câu tám. Lão tử vội vàng đâu, tần giới nghe lời này một cái, tính khí trực tiếp đi tới, người mẹ nó có mau bệnh có phải hay không? Sáng sớm tự tìm phiền phức đúng không? Chương 415, đối phúng. Ngu Trấn Hải chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nói câu xuất phát từ tâm can mà nói, Ngu Trấn Hải thật sự không muốn cùng tần giới chửi nhau, nhưng mỗi lần nghe được tần giới thanh âm này, Ngu Trấn Hải cũng cảm giác cái này tần giới tại trong lỗ tai hắn đi ị. Bỗng nhiên, Ngu Trấn Hải mở hai mắt ra. Ngu Trấn Hải rống cổ bạo rống, hai ta mẹ nó ai tự tìm phiền phức là mẹ nó ngươi gọi điện thoại cho ta. Tần giới, lão tử điện thoại cho ngươi là để mắt ngươi, ngươi đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Ta 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 ta, ngu trấn hải dùng khí đang điền, nước bọt bay tứ tung, ta có thể đi ngươi ta. Một miếng nước bọt chấm nhỏ không thiên về bất chính, vừa vặn phun tần trạch một mặt. Tần trạch một mặt im lặng. Lúc này vương lỗi đưa cho tần trạch xuề tay ra lộ, quen thuộc liền tốt. Tần trạch nhìn về phía bên người vương lỗi, thận trọng chỉ vào bên kia mặt đỏ cổ to ngu trấn hải, hắn bình thường cũng cái dạng này sao? tự hồ vương lỗi đã sớm thành bình thường, hắn thản nhiên nói, a, à, ba ngày hai đầu phải cả một lần. Tần trạch không hiểu thấu nhìn xem ngu trấn hải. Nhưng thấy, ngu trấn hải hung hăng nắm chặt điện thoại, còng lưng eo, hướng về phía microphone chính là một trận văn hóa thu phát. Ngu trấn hải, ta liền. Tần giới, ngươi có thể mau cút ngươi. Tần trạch. Tần trạch kỳ quái nhìn vương lỗi, cái này. Vương lỗi nhìn xem ngu trấn hải, chuyên nghiệp, đi qua huấn luyện. Tần trạch A. À. Liền vì cái này. Vương Lỗi gật đầu một cái, không chỉ có như thế, gần nhất lão ngu đầu bỏ ra nhiều tiền mời một thanh nhạc lão sư. A, à. Tần Trạch nghĩ nghĩ, kinh ngạc hỏi, biên một cái ca khúc mắng A Hoàng. Vương Lỗi lắc đầu, lão ngu đầu nói, chỉ nhau thứ này tiêu chuẩn yêu cầu cao, phí cuốn họng, hắn phải khoa học lên tiếng, nói cái gì chiến thuật tới, ta quên. Tần Trạch tính thăm dò hỏi, đánh lâu dài. Vương Lỗi lấy quyền kích trưởng, hắn nhớ tới tới, đúng. Vương Lỗi chỉ vào Tần Trạch, chính là cái này, đánh lâu dài. Tần Trạch một mặt im lặng, bọn hắn lúc nào có thế mắng xong. Vương Lỗi nói, cũng nhanh. Tần Trạch kỳ quái nhìn Vương Lỗi, ngươi như thế nào xác định? Vương Lỗi giải thích nói, lão ngu đầu bình thường không có yêu thích khác, một ngày đứng lên liền bận rộn hắn điểm ấy cây nông nghiệp, tiếp đó ngay tại trong thư phòng viết mắng người văn án, chờ hắn từ kho rỗng, hôm nay quyết đấu cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Tần Trạch, Ngưu Trấn Hải ở bên kia tê tâm liệt phế mắng lấy. Tần Trạch nhìn xem Ngưu Trấn Hải, dần dần ánh mắt lạnh lùng lóe lên thần thái khác thường hắn chính là ta cha ruột. Tần Trạch trong lòng là phức tạp, trong ấn tượng, Tần Trạch mở hai mắt ra thời điểm chính là Tần Giới cùng Cốc Tây Lam, đã nhiều năm như vậy, bỗng nhiên Tần Giới cùng Cốc Tây Lam không phải hắn cha mẹ ruột, cái loại cảm giác này thật sự rất khó hình dung. Bỗng nhiên, Tần Trạch tự hồ có chút có thế minh bạch vì cái gì Tần Thấm Y phía trước từ đầu đến cuối không chịu gọi hắn một tiếng phụ thân. Phụ thân danh xưng như thế này bên trong bao hàm lấy quá nhiều tình cảm, Tần Trạch làm không được giống như là chỉ vào màu đỏ quả gọi nó cà chua như vậy nhẹ nhõm tự nhiên gọi ngu trấn hải phụ thân. Ngu Trấn Hải đi qua dài đến 20 phút nhục mạ, thời gian cuối cùng móc rỗng hắn từ kho. Tự hồ tầng giới bên kia cũng gặp phải vấn đề giống như trước, hai người nhục mạ dần dần lắng xuống. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tầng giới cùng Ngu Trấn Hải tiếng thở hỗn hển. Tần giới, nhi tử ta tại hay không tại ngươi cái kia? Ngu Trấn Hải, con trai ai? Ngươi cũng là nhi tử ta, ngươi tại cái này nói cái gì đó? Tần giới quát lên, ngươi mẹ nó rất lớn số tuổi người, như thế nào há mồm liền ra a? À? Ngươi cũng không sợ giảm thọ, ta bây giờ liền quản ngươi gọi một tiếng cha ngươi ngày mai liền phải chết ngu trấn hải không nhận được phất tay ngươi cũng đừng cùng ta tại cái này khoác lát phê ngươi liền đem đỉnh đầu đập nhỏ vụn lão tử sống cũng tốt tốt tần giới ta cho ngươi biết tần giới ta không có rảnh cùng ngươi kéo những thứ này không có ích lợi gì tần trạch có thể đi ngươi đó ngươi cho ta chú ý một chút chớ xen vào việc của người khác nhàn sự ngu trấn hải cười lạnh cái này mẹ nó cần phải ngươi quản tần giới nghiêm túc nói ta cho ngươi biết tần trạch còn trẻ nếu như bây giờ không tấm tấm tính tình của hắn, một ngày nào đó nháo ra chuyện tới. Ngu Trấn Hải nghe tiếng, liếc mắt nhìn bên kia tầng trạch. Ngu Trấn Hải cuộc sống bây giờ chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn vẫn thật là không biết đạo. Nhưng mà, tầng giới lời nói này để cho Ngu Trấn Hải nhớ tới một sự kiện, nhớ kỹ mấy ngày nay vương lỗi cùng kiểu dày căng bọn hắn tự hồ tiếp vào trong nhà điện thoại, tự như là nói gì để cho bọn hắn về nước các loại. Nghĩ tới đây, kết hợp tầng trạch hôm nay tìm tới nơi này, Ngu Trấn Hải kết luận, Tần Giới cũng không có nói đùa, Tần Trạch tự hồ thật sự chọc đại phiền toái. Ngu Trấn Hải lại liếc mắt nhìn bên kia Tần Trạch, cái nhìn này lại khác biệt, trong ánh mắt trộn lẫn lấy một chút mùi khác. Ngu Trấn Hải trầm giọng, phát sinh cái gì? Tần Giới, Tần Thấm Y có thể ngộ hại. Ngu Trấn Hải nghe lời này một cái, trong mắt trừng cái căng tròn, ngươi nói cái gì? Đừng kích động. Tần Giới vội vàng giảng giải, không có trở ngại, Tần Trạch cứu được hắn. Ngu Trấn Hải tròng mắt hơi hít, sau đó thì sao? Chương 416, Lo lắng Trấn Hải Thái độ Tần giới ung dung giải thích nói, chuyện này hẳn là cùng Nam Cung gia tộc cùng Y gia thoát không ra quan hệ, bây giờ Tần Trạch đã cạo chết Nam Cung Tuấn Sở Nhi tử Nam Cung thần vật, nhưng Tần Trạch cũng không có đến đây thì thôi, hắn nghĩ một tay chuyển đổ Nam Cung gia cùng Y gia. Ngu Trấn Hải ánh mắt ngưng trọng xuống Tần giới, tóm lại chính là cái dạng này, cụ thể ngươi phái người điều tra một chút thì sẽ biết. Ngu Trấn Hải trầm giọng, ta đã biết. Tần giới trăng dặn, tuyệt đối đừng giúp Tần Trạch hắn tiếp tục như vậy người sẽ phế bỏ. Tần giới không nói lời này vẫn còn hảo, nói một lời này, ngu trấn hải tính khí trực tiếp đi tới. Ngu trấn hải chửi ầm lên, ngươi nói là tiếng người sao. Cái kia mẹ nó là tôn nữ của ta, tần trạch làm cha trông thấy nữ nhi của mình suýt nữa bị hại chết, cái này mấu chốt ngươi để cho hắn thu liễm. Tần giới cũng là bạo tính khí, điển hình loại kia một điểm liền đốt chủ. Tần giới mắng là, ta thừa nhận ta có thể hiểu được tần trạch tâm tình, nhưng mọi thứ đều có một độ, hắn bây giờ liền đã giết mắt đỏ, tiếp tục như vậy hắn sẽ điên mất. Ngu Trấn Hải cắn răng nghiến lợi nghiêm giọng nói, chỉ cần Tần Thấm Y không có chuyện, Tần Trạch cũng sẽ không điên. Tần Giới, ngươi. Đi. Ngu Trấn Hải hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cũng đừng cùng ta trò chuyện sự tình Tần Trạch, nói thật, đối với ngươi trò chuyện Tần Trạch, vẫn là ngươi mắng chửi người nghe có thế hơi dễ nghe chút. Tần Giới quát, Ngu Trấn Hải. Ngươi cái. Lời còn chưa dứt, Ngu Trấn Hải trực tiếp cúp điện thoại. Tần Trạch nhìn xem Ngu Trấn Hải hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, nhếch miệng lên nhàn nhạt đường cong. Mặc dù Tần Trạch còn không có há miệng cùng Ngu Trấn Hải hỏi mặt đất sự tình, nhưng dựa theo Ngu Trấn Hải thái độ này mà nói, Tần Trạch bởi vì chuyện này đã thành một nửa. Ngu Trấn Hải cất điện thoại di động, lúc này hắn vẫn không quên mắng Tần Giới, có thể tính không phải ngươi con ruột, ngươi đương nhiên không lo lắng. Ngu Trấn Hải ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Tần Trạch, vừa vặn lúc này Tần Trạch cũng đang nhìn Ngu Trấn Hải. Tần Trạch có chút lúng túng, gãi gãi chóp mũi, ánh mắt thiên hướng nơi khác. Ngu Trấn Hải mặt mo cũng có chút không nhịn được, mặt mo đỏ ửng. Ngu Trấn Hải đi đến Tần Trạch trước mặt, ngươi nói ngươi có chuyện gì tìm ta. Tần Trạch gật đầu một cái, ân. Ngu Trấn Hải, Tần Thấm y sự tình sao? Tần Trạch nghĩ nghĩ, xem như. Ngu Trấn Hải lạnh giọng, đi, ngươi nói đi, Nam Cung gia cùng Y gia không coi là cái gì, ngươi không cần sợ bọn chúng cái gì, ta cùng Tần Giới không giống nhau, hắn e trước ngại sau, giống như là cái lão nương môn. Nói đến Tần Giới, Ngu Trấn Hải không khỏi nhiều phỉ nhổ hắn vài câu. Tần Trạch, ta muốn dùng ngài mảnh đất này. Ngu Trấn Hải. Ngu Trấn Hải nhìn xem Tần Trạch, trong ánh mắt lập lòe nghi hoặc. Dừng một hồi. Ngu Trấn Hải hỏi, dùng như thế nào mảnh đất này đâu? Tần Trạch, ta muốn đem gian thành cải tạo thành siêu thành thị cấp 1. Ngu Trấn Hải nghĩ nghĩ, ta cho ngươi tiền, ra cái giá. Tần Trạch lắc đầu, ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Ngu Trấn Hải chân mày nhíu chặt, chuyện này cũng không tốt xử lý a. À. Tần Trạch nghe lời này một cái, ý thức được ngu trấn hải cũng không giống như muốn đem mảnh đất này nhường lại tần trạch chuyện này có đàm luận sao ngu trấn hải lấy ra thuốc lá hắn không rút cái gì tốt khói chính là trên loại trên thị trường kia màu trắng mềm bao hông ta sang hắn thuần thục dùng hai ngón tay đập thuốc lá lập tức liền rung ra tới hai ngón tay thuốc lá ngu trấn hải đem điếu thuốc đưa đến tần trạch trước mắt tần trạch lễ phép rút ra trong đó một chi ngu trấn hải dùng miệng cắn lên một cái khắc thuốc lá lại lấy ra diêm một túng hỏa hoa giấy lên ngu trấn hải che lấy rung rung ngọn lửa đưa đến tần trạch trước mặt tần trạch ngậm thuốc lá nghen đón tiếp lấy nhóm lửa thuốc lá sau lại tại trên tay ngu trấn hải điểm hai cái để bày tỏ lễ phép ngu trấn hải cũng nhóm lửa thuốc lá lúc này mới vung dập lửa mầm t hắn trọng trọng hít một hơi thuốc lá nổi lên một chút thở ra sương mù đồng thời đối với tần trạch nói ngươi đối với tần gia cùng ngu gia không hiểu rõ bây giờ cũng không có một cái người đi giải thời điểm theo lý tới nói bất luận là tần gia vẫn là ngu gia, giống như là đối với loại này nam cung gia tộc đơn giản chính là một bữa ăn sáng, thậm chí, chuyện này truyền đến bên ngoài, đều sẽ có người chế giễu tần gia cùng ngu gia. Tần trạch nghe tiếng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngu Trấn Hải giải thích nói, trên lệch quá xa, đại nhân đánh tiểu hài, bất luận tiểu hài nhi đúng sai, đại nhân đều không nên đánh tiểu hài nhi. Tần trạch giờ mới hiểu được, lý giải gật đầu một cái. Bất quá, Ngu Trấn Hải lại đem lời nói quay trở lại, chuyện này bất kể có phải hay không là nam cung gia tộc làm, nên cầm nam cung gia tộc giết gà dọa khỉ. Ngu Trấn Hải suy tư một phen, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Tần Trạch, như vậy đi, chuyện này giao cho ta làm đi. Tần Trạch nghe lời này một cái, liền hiểu rồi, cảm tình Ngu Trấn Hải vẫn không muốn đem mà giao cho hắn. Tần Trạch, ta muốn tự mình xử lý. Ngu Trấn Hải xem xét Tần Trạch cái này kiên quyết thái độ, hai mắt nhíu lại. Ngu Trấn Hải thấp giọng, ngươi muốn xử lý như thế nào? Tần Trạch, để cho Nam Cung gia tộc cùng Y gia chết nghèo. Ngu Trấn Hải, giết không được sao? tần trạch chết là chắc chắn phải chết ngu trấn hải lắc đầu cái này không được tiếp lấy ngu trấn hải giải thích nói nam cung gia tộc cũng tốt y gia cũng được bọn hắn ai cũng có thể chết nhưng ngươi muốn bọn hắn chết nghèo này lại ảnh hưởng xã hội kinh tế kết cấu trước mắt hoa hạ vẫn là thành thị lôi kéo nông thôn phát triển giai đoạn hiện tại liền đối với nam cung gia tộc vạn hưng bất động sản động thủ quốc gia sẽ ra tay lúc này ngu trấn hải có chút minh bạch tần giới tại sao muốn ngăn cản tần trạch lý do ngu trấn hải tận tình nói hài tử ngươi muốn mạnh đây là chuyện tốt, ít nhất ngươi không giống như là khắc phú nhị đại ở nhà ăn bám, nhưng bây giờ ta càng hy vọng ngươi thích hợp tính chất dựa vào một chút người nhà. Tần Trạch, Tần Thấm Y là nữ nhi của ta. Mặc dù Tần Trạch lời nói rất ngắn gọn, nhưng Ngu Trấn Hải minh bạch Tần Trạch ý tứ. Chương 417, ta ngưu đâu dê đâu. Ngu Trấn Hải, ngươi hành động này ảnh hưởng quá lớn. Tần Trạch không nói chuyện. Ngu Trấn Hải đánh giá Tần Trạch, Tần Trạch trên mặt thủy chung là như vậy lạnh nhạt. Ngu Trấn Hải xem xét Tần Trạch trạng thái, bất đắc dĩ thở dài một hơi coi như ta mảnh đất này không cho ngươi ngươi cũng có những biện pháp khác đúng không tần trạch gật đầu một cái ngu trấn hải mảnh đất này không phải là không thể cho ngươi tần trạch điều kiện ngươi sách. ngu trấn hải gãi gãi chóc mũi chủ yếu ta những thứ này dê làm sao bây giờ tần trạch nghe tiếng mở rộng tầm mắt tần trạch a phải biết ngu trấn hải ở đây làng nhà làng nhằn vòng vo từ đầu đến cuối không chịu đem mà nhường cho tần trạch tần trạch còn tưởng rằng trong này có thuyết pháp khác không nghĩ tới vậy mà liền bởi vì cái này điều này không khỏi làm tần trạch có chút không tiếp thụ được. Tần trạch dở khóc dở cười, bao nhiêu tiền? Không phải là chuyện tiền. Ngu trấn hải liếc mắt nhìn chuồng bò phương hướng, còn có ngưu đâu? Ngưu quý hơn đúng không? Tần trạch cười khổ, ta bồi cho ngài thiệt hại đúng rồi. Ngu trấn hải một mặt khó xử, chủ yếu có cảm tình A. À. Tần trạch không nói chuyện, mà là chăm chú nhìn ngu trấn hải. Phải biết tần trạch bây giờ mặc dù có thể có tiền như vậy, thương nghiệp kinh nghiệm đây cũng không phải là dựng. Theo lý tới nói, khi lúc đàm phán, đối phương nói đúng cái này có cảm tình không muốn chuyển nhượng các loại, chính là nói rõ tiền không đúng chỗ. Nhưng Tần Trạch nhìn Ngu Trấn Hải bộ dạng này, Tần Trạch cũng không cho rằng Ngu Trấn Hải là quan tâm tiền. Tần Trạch xoa cầm, lâm vào suy tư. Hắn cũng cảm thấy chuyện này làm như vậy không quá thỏa đáng, bất kể nói thế nào, Ngu Trấn Hải là hắn cha ruột, chính mình lấy tiền cho nhân gia đối thoại nói điểm quá mức. Suy tư phút chốc, Tần Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Trấn Hải. Tần Trạch, lị thành cho ngài nghề nông, như thế nào? Ngưu Trấn Hải sửng sốt một giây, sau đó kinh thanh a. À. Tần Trạch, Lệ Thành cho ngài nghề nông, như thế nào? Ngu Trấn Hải, Lị Thành là thành thị cấp 1A. À. Tần Trạch, nó lại biến thành năm tuyến thành thị. Ngu Trấn Hải. Ngu Trấn Hải nghĩ nghĩ, nghi ngờ hỏi, ta hiếu kỳ một chuyện, ngươi như thế nào có tiền như vậy? Phải biết chuyện ngươi làm bây giờ cũng không phải mười mấy ước liền có thể giải quyết vấn đề a, à, bằng vào sức một mình liền có thể đem một tòa thành thị đỡ đến siêu thành thị cấp một vị trí, cái này cần phi thường cũng bố tài chính. Nâng lên tầng trạch vì cái gì có tiền như vậy, tầng trạch viễn chuyển nở nụ cười. Ban đầu tầng trạch cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, trước đây từ thương bất quá là suy nghĩ nhiều kiếm tiền, tích lũy một chút người năng lượng, tương lai dễ thủ hộ ngu yên. Ai ngờ, ngu yên ý nghĩ cùng tầng trạch không có sai biệt, nháo cái đi không từ giả 5 năm ô long. Tầng trạch, hợp pháp. Ngu Trấn Hải a, à, là như thế này a, à, vậy ta an tâm. Nói thì nói như thế lấy, Ngu Trấn Hải có vẻ hơi thất lạc. Ngô Trấn Hải cũng không cho rằng Tần Trạch là loại kia làm phi pháp lợi nhuận câu đương hài tử, cho nên hắn muốn biết là hắn đến tột cùng thông qua cái gì con đường kiếm lời nhiều tiền như vậy, nhưng rất rõ ràng, Tần Trạch không quá muốn nói. Ngu Trấn Hải, kia tốt a, à, cái này cho ngươi dùng. Tần Trạch cung kính hạ thấp người, cảm tạ ngài. Bất quá, Ngu Trấn Hải bồi thêm một câu, chuyện này ta sẽ kéo dài chú ý. Tần Trạch gật đầu, hảo. Sau đó, hai người lâm vào không nói chuyện có thế nói chuyện lúng túng. Tần Trạch nghĩ nghĩ, nói, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta đi trước. Ngu Trấn Hải, vậy ngươi hai cái này huynh đệ không mang đi. Tần Trạch, lưu tại nơi này giúp ngài làm việc nhà nông A. Nói đi, Tần Trạch quay người, mang theo Emma rời đi. Ngu Trấn Hải nhìn xem Tần Trạch bóng lưng, trong mắt cảm xúc phức tạp ngàn vạn. Ngu Trấn Hải, cái kia. Tần Trạch nghe được sau lưng có động tĩnh, thế là liền ngừng chân. Ngu Trấn Hải, nếu không thì. Ngươi kêu ta một tiếng cha để cho ta cảm thụ cảm giác. Nghe được câu này, tần trạch bả vai chấn động. Do dự rất lâu, tần trạch muốn nói lại thôi. Ngu Trấn Hải cười nói, đùa giỡn. Tần trạch gật đầu một cái, tiếp tục cất bước tiến lên. Tần trạch rời đi. Lúc này, kiểu hậu căng tiến đến Ngu Trấn Hải bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ đưa mắt nhìn tần trạch bóng lưng. Kiểu hậu căng lẩm bẩm, lão ngu đầu. Ngu Trấn Hải nghe tiếng, nổi trận lôi đình, quay người lại liền một cước. Một cước này trực tiếp cho kiểu hậu căng đạp ra ngoài 5M có hơn. Ngu Trấn Hải, cút qua một bên đi. Ngu Trấn Hải tiếp tục đưa mắt nhìn Tần Trạch rời đi. Không biết lúc nào, Kiểu Hậu Căng lại tiến đến Ngu Trấn Hải bên cạnh. Kiểu Hậu Căng, lão ngu đầu, ngươi nói lão đại ta là con của ngươi, vậy ta lão đại vì sao tại Tần Gia A? Ngu Trấn Hải, ông sai hài tử. Kiểu Hậu Căng, các ngươi thật là đần. Ngu Trấn Hải không nói chuyện. Kỳ thực Ngu Trấn Hải cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, không chỉ một lần, Ngu Trấn Hải cho rằng đây không phải trùng hợp, cảm giác là có người tận lực an bài cục. Thời gian có thể chứng minh hết thảy, nhưng thời gian nhoáng một cái 20 năm trôi qua, trước kia ôm sai chuyện hài tử trước mắt chính là một cái không tranh cãi trùng hợp. Nhưng càng là như vậy, Ngu Trấn Hải cái này tâm càng là treo, nếu như đây là một cái bẫy, như vậy từ 20 năm trước liền bắt đầu sắp đặt, có thể thấy được hắc thủ sau màn này kinh khủng cỡ nào. Bỗng nhiên, Ngu Trấn Hải kịp phản ứng cái gì? Hắn quay người lại lại là một cước đem kiểu hậu căng đạp bay. Ngu Trấn Hải phẫn hận mắng, lão ngu đầu cũng là các ngươi có thể gọi. Đi qua khoảng thời gian này đánh đập kiểu hậu căng bọn người chắc địch rất nhiều, nhìn như uy lực 10 phần một cước, đối với giai đoạn hiện tại kiểu hậu căng mà nói đã là da không ngứa da không nhột. Chương 418, Ngẫu nhiên gặp Khu vực ngoại thành Nam Cung Tư Kỳ biệt thự Nam Cung Tư Kỳ chậm rãi thức tỉnh, nàng cảm nhận được bên ngoài ôm nhu dương quang, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, duỗi lưng một cái. Mở ra mắt buồn ngủ, tinh xảo bàn chân nhỏ điểm trên sàn nhà, thuận tay quăng lên áo ngủ vây quanh ở trên thân. Nàng đi tới bên cửa sổ sát đất, kéo màn cửa sổ ra, tia sáng chiếu sáng cả gian phòng. Nam Cung Tư Kỳ khẽ nhấp một cái rượu đỏ, cầm lấy trên bàn máy riêng, đè xuống một khóa. Rất nhanh, điện thoại liền đường dây được nối. Một đạo thành thục chững chạc âm thanh nói, tiểu thư. Nam Cung Tư Kỳ, ta tỉnh. Hắn nói, tốt tiểu thư, này liền an bài cho ngài. túc điện thoại. Đại khái 3 phút thời gian, Nam Cung Tư Kỳ cửa phòng bị gõ. Nam Cung Tư Kỳ, tiếng. Lập tức, một loạt hình dạng anh tuấn tiểu thịt tươi đi đến cuối cùng đi tới là quản gia, một vị tóc trắng phơ lại mang theo viền vàng kính mắt trung niên nhân. Trung niên nhân trầm giọng, tiểu thư, đây là hôm nay hàng, xin ngài xem qua. Nam Cung Tư Kỳ ngồi ở trên ghế salon, nhấc lên đùi đẹp thon dài, trong tay bưng ly đế cao, nhàn nhã lung lay trong chén rượu rượu đỏ. Nam Cung Tư Kỳ, quần thoát A. À. Những thứ này tiểu thịt tươi nghe lời này một cái, nhao nhao ngây người, đại gia nhìn lẫn nhau, ai cũng không có mở đầu. Trung niên nhân nhíu mày, trong miệng phát ra thanh âm bất mãn tân. Nhìn ra được, những đứa bé này vẫn là rất sợ trung niên nhân, xem xét trung niên nhân biểu lộ không vui, nhao nhao có động tác. Chợt, cũng không biết là bởi vì cái gì, Nam Cung Tư Kỳ trong đầu bỗng nhiên thoáng qua tầng trạch cái kia Trương Anh Tuấn xoái khí lại lạnh lùng khuôn mặt. Ký ức vẫn còn mới mẻ chính là, tầng trạch nói cho Nam Cung Tư Kỳ, ta không căn cứ vào tư liệu bình phán bất cứ người nào, thậm chí, tại ta ngươi đây có thể là một cái mới tin nữ nhân hoặc giả thuyết là một cái mới tin điểm xuất phát, nhưng bây giờ giai đoạn này, tại ta không có cho rằng ngươi là một cái cẩu đều chẳng muốn nhìn một chút nát vụn nữ nhân phía trước ta hy vọng ngươi không cần ở trước mặt ta không ngừng chứng minh ngươi là đê tiện nữ nhân cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không hiểu thấu nam cung tư kỳ trong lòng nghĩ không thông lại nhìn trước mắt những thứ này tiểu thịt tươi nam cung tư kỳ chợt phát hiện những thứ này tẻ nhạt vô vị nam cung tư kỳ rất cảm thấy nhức đầu vuốt cái trán đi đám người nghe tiếng nhao nhao dừng động tác trong tay lại không hiểu thấu nhìn xem nam cung tư kỳ Trung niên nhân một mặt kỳ quái nhìn Nam Cung Tư Kỳ, ân cần hỏi, tiểu thư, thân thể ngài không thoải mái. Nam Cung Tư Kỳ lười nhác giảng giải, liền khoát tay áo. Trung niên nhân liếc mắt nhìn những thứ này chuẩn bị xong tiểu thịt tươi, vậy bọn hắn. Nam Cung Tư Kỳ, hôm nay ta không tâm tình, để cho bọn hắn cút đi. Trung niên nhân sửng sốt một giây, sau đó lấy lại tinh thần, khoát tay áo đem những người này xua đuổi đi. Những người này rời đi, rời đi thời điểm không khó coi đi ra, bọn hắn vẫn còn có chút thất lạc mặc dù bọn hắn làm cái này trong lòng có chuẩn bị nhưng phục vụ qua khách hàng cũng là kiểu nữ nhân gì bọn hắn có khái niệm không phải đại mập mạp chính là tuổi tác lớn người già nhưng giống như là nam cung tư kỳ thanh thuần đáng yêu như vậy có loại phục vụ này nhu cầu còn là lần đầu tiên điều này không khỏi làm bọn hắn cảm thấy tiếc hận đám người rời đi trong phòng chỉ còn sót trung niên nhân nam cung tư kỳ liếc mắt nhìn trung niên nhân thở dài một hơi ngươi cũng đi ra ngoài đi trung niên nhân cung kính hạ thấp người lui ra ngoài lặng lẽ gài cửa lại Trung niên nhân sau khi đi, Nam Cung Tư Kỳ liền đứng dậy, bưng rượu đỏ lần nữa đi tới cửa sổ phía trước. Nhưng thấy, ngoài cửa sổ ánh mắt chiếu tới đều là mỹ lệ cảnh tuyết, ánh mặt trời chiếu tại trên tuyết động ngược chói mắt quang. Nam Cung Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trên bầu trời lần nữa hiện lên tầng trạch cái kia Trương Anh Tuấn lại lạnh lùng gương mặt. Nam Cung Tư Kỳ cười yếu ớt, tầng trạch a tầng trạch, ngươi là thực sự đáng chết, quấy rầy bổn tiểu thư nhã hứng. Nói đi, Nam Cung Tư Kỳ quay người đi vào phòng tắm. Một giờ. Nam Cung Tư Kỳ thu thập xong chuẩn bị đi ra ngoài. Đi ra biệt thự thời điểm, trung niên nhân cung tiễn Nam Cung Tư Kỳ. Trung niên nhân, tiểu thư, thân thể ngài không thoải mái mà nói, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi a. Nam Cung Tư Kỳ cười xấu xa, ta đi chữa bệnh. Trung niên nhân, chữa bệnh. Ta giúp ngài thỉnh đại phu. Nam Cung Tư Kỳ khoát tay áo, bệnh này bác sĩ không được xem. Nói xong, Nam Cung Tư Kỳ ngồi vào Ferrari, một cước chân ga đuổi đi. Khu vực ngoại thành khoảng cách trong thành có đại khái hơn 20 phút đường xe, một chiếc Ferrari theo quanh co đường núi chạy, nó động cơ tiếng gầm gừ ở trong núi đung đưa tới lui. Rất nhanh, Nam Cung Tư Kỳ lái xe tiến vào đường cái. Thấy được đèn đỏ, Nam Cung Tư Kỳ liền chờ xuống xe. Cái này đèn đỏ 120 giây, nhằm chán lúc, Nam Cung Tư Kỳ liền mở xe ra bên trong âm nhạc. Nhìn chung quanh ở giữa, Nam Cung Tư Kỳ nhìn thấy một đạo khuôn mặt quen thuộc. Mới đầu Nam Cung Tư Kỳ còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi, sửng sốt một giây sau, lúc này mới đem ánh mắt quay trở lại đó là một chiếc màu đen Audi A8L, ngồi ở hàng sau chính là một vị anh Tuấn lại lạnh lùng Âu Phục Nam Tử. Nam Cung Tư Kỳ quay kính xe xuống, hướng về phía sát vách A8 khoát tay. Nam Cung Tư Kỳ, Quy. Tần Trạch. Tần Trạch bên kia, hắn cũng là nhàm chán, hiếm thấy bầu trời khí rõ ràng thoải mái như vậy, Tần Trạch liền quay kính xe xuống thưởng thức phía ngoài cảnh tuyết. Lại không được nghĩ, có thế ở đây gặp phải Nam Cung Tư Kỳ nữ nhân này. Chương 419, Bàn điều kiện tần trạch lạnh lùng liếc qua nam cung tư kỳ rất lạnh lùng quay đầu nhìn về phía nơi khác chậm rãi cửa sổ xe cũng khép lại không chỉ có như thế xem như xe thương vụ a 8 xếp sau phối hữu che nắng cửa sổ có rèm tần trạch thậm chí còn mở ra cửa sổ có rèm nam cung tư kỳ thấy được tần trạch lạnh lùng như vậy gương mặt xinh đẹp hiện ra hồng nhuận nàng không thể tin che lấy môi đỏ lẩm bẩm qua hắn rất đẹp trai trước khi nam cung tư kỳ không có phát hiện cái gì bây giờ mới ý thức tới thì ra lạnh lùng tần trạch vậy mà có thể soái tới mức này. Nam Cung Tư Kỳ tựa như bị kích thích đồng dạng điên cuồng lắc đầu. Không được. Nam Cung Tư Kỳ hưng phấn nói, ta muốn tần trạch. Lúc này đèn xanh sáng lên, Nam Cung Tư Kỳ bỗng nhiên dẫm chân ga, đuổi kịp tần trạch xe. Tần trạch liếc mắt nhìn kính chiếu hậu Ferrari, mặt mũi ở giữa rõ ràng hiện lên không vui cảm xúc. Tự hồ phía sau Nam Cung Tư Kỳ đoán được tần trạch sẽ nhìn nàng, thế là nàng chấp động hai cái xe đèn lớn cùng tần trạch chào hỏi. Tần trạch, Emma. Emma liếc mắt nhìn tầng trạch khóa lông mày, lúc này hiểu ý. Một cước chân ga, toàn lực tăng tốc. Nhưng mà, bởi vì xe tính năng nguyên nhân, Emma từ đầu đến cuối không thể đem đem Nam Cung Tư Kỳ hất ra. Cứ như vậy, Nam Cung Tư Kỳ bám theo một đoạn tầng trạch đến bệnh viện. Tầng trạch xuống xe, Nam Cung Tư Kỳ cũng xuống xe theo. Tầng trạch đi vào bệnh viện, Nam Cung Tư Kỳ liền chắp tay sau lưng, dí dõng nhón lên bằng mũi chân đi theo tầng trạch. Đến nằm viện chỗ, Nam Cung Tư Kỳ bị ngăn cản một vị y tá để ngang trước người nam cung tư kỳ, ngài khỏe, ở đây không phải bệnh nhân không thể tiến vào. Nam cung tư kỳ, ta xem một chút bằng hữu, hắn nhập viện rồi. Y tá lấy ra bản ghi chép bằng hữu của người tên gọi là gì? Nam cung tư kỳ liếc mắt nhìn tần trạch bóng lưng, hắn gọi tần trạch. vừa nói như vậy xong, y tá ghi chép trong tay bổn nhất trung, suýt nữa không có bắt được. cả cái bệnh viện đều biết tần trạch tên ở nhà này bệnh viện ý vị như thế nào. y tá trầm giọng, tiểu thư, ngài trước chờ một chút. nói đi y tá quay người đuổi kịp tần trạch bước chân y tá cung kính cúi đầu tần tiên sinh vị kia là bằng hữu của ngài sao tần trạch không xoay người lại chỉ là nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng nam cung tư kỳ lúc này nam cung tư kỳ đang cười thanh khách nhìn xem tần trạch còn đáng yêu hướng tần trạch lắc lắc trắng nõn tay tần trạch để cho nàng đi vào a y tá lần nữa cung kính hạ thấp người tốt tần tiên sinh trong phòng bệnh tần trạch đi vào phòng bệnh thẩm kinh binh ngồi ở trên bệ cửa sổ nhìn xem trong tay sách ngữ pháp hắn thấy được tần trạch trở về vội vàng đứng dậy tần trạch liếc mắt nhìn tần trạch thẩm kinh binh hiểu ý không có tỉnh qua tần trạch nghe tiếng nhìn xem nằm ở giường bệnh tần thấm y trên mặt hiện lên một chút thất lạc lúc này nam cung tư kỳ nhón lên bằng mũi chân đi đến nàng quan sát khắp nơi phòng bệnh nam cung tư kỳ phòng bệnh hào hoa như vậy a à? thẩm kinh binh xem xét nam cung tư kỳ lúc này nhíu mày tần trạch hướng về phía thẩm kinh binh lắc đầu thẩm kinh binh thấy thế lúc này mới buông tha nam cung tư kỳ lần nữa ngồi ở trên bệ cửa sổ nhìn lên sách ngữ pháp nam cung tư kỳ lẩm bẩm làm ta đều nghĩ nhập viện rồi đang nói nam cung tư kỳ thấy được thẩm kinh binh kinh nam cung tư kỳ kinh thanh qua ngươi là thẩm kinh binh liếc qua nam cung tư kỳ không để ý hắn nam cung tư kỳ kinh thanh ngươi chính là vòng tròn cái kia vô cùng hỏa sát thủ a ngươi có thế lẻn vào ngục giam tiến hành ám sát nhiệm vụ hơn nữa hiện trường chỉ có một bộ thi đại học tiếng anh bài thi tất cả mọi người nói ngươi là bệnh tâm thần tần trạch nghe tiếng trong mắt hơi hít thẩm kinh binh rung động nhất phải biết hắn những năm này thi hành nhiệm vụ từ đó đến giờ không có bại lộ ra hơn nữa mấu chốt nhất là thẩm kinh binh bản thân liền là sát thủ vòng người hắn như thế nào không biết đạo đại gia dạng này truyền cho hắn thế là thẩm kinh binh lại đem ánh mắt rơi vào tần trạch trên thân tính toán từ tần trạch trên thân tìm được đáp án tần trạch lắc đầu biểu thị không biết đạo lúc này nam cung tư kỳ cười nói ha 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 chớ khẩn trương ta nói càng tần trạch cùng thẩm kinh binh không nói có phải là mù hay không nói trong lòng bọn họ rõ ràng nhất nam cung tư kỳ lấy giấy bút ra vui vẻ chạy đến thẩm kinh binh trước mặt có thể cho ta ký tên sao ta đặc biệt sùng bái ngươi thẩm kinh binh lại nhìn về phía tần trạch tần trạch gật đầu một cái thẩm kinh binh tiếp nhận giấy bút đem tên viết ở phía trên đồng thời còn đưa nàng nam cung tư kỳ hài lòng nhìn xem thẩm kinh binh tự tay ký tên nam cung tư kỳ thật tốt rất đa tạ ngươi thận trọng nam cung tư kỳ đem cái này tự tay ký tên thu vào nàng cũng không nỡ đem giấy gãy sau đó nam cung tư kỳ lại bắt đầu thưởng thức phòng bệnh công trình tần trạch trầm giọng làm sao ngươi biết hắn nam cung tư kỳ ra thôi tần trạch đây là không ra được nam cung tư kỳ có thế ra được tiến sĩ cho ta tư liệu tần trạch tiến sĩ nghĩ nghĩ tần trạch hỏi cái kia nghiên cứu phát minh thích ứng tính chất khác tiến sĩ nam cung tư kỳ nhìn một chút phòng bệnh cố ý đổi chủ đề ta cũng nghĩ nằm viện tần trạch cười lạnh đi nhà khác a à. nam cung tư kỳ hiếu kỳ nhìn về phía tần trạch ở nơi này không được sao tần trạch không nói chuyện chương 420, cái này nhất định rất thú vị a à đúng không nam cung tư kỳ thêm một cái giường bệnh muốn biết cái gì ta cho ngươi biết tần trạch vẫn là không nói chuyện nam cung tư kỳ không ngốc xem xét tần trạch thái độ này liền biết nàng quả cân không đủ quả nhiên khả ái ở trước mặt ngươi không đáng một đồng bất quá ta thích nam cung tư kỳ giải thích nói ngươi hết thảy tin tức cũng là tiến sĩ nói cho ta biết cụ thể là ai không phải là không thể nói cho ngươi hơn nữa ta cũng nghĩ nói cho ngươi tần trạch hài lòng gật đầu một cái em ma em nghe tiếng quay người đi ra phòng bệnh cho nam cung tư kỳ an bài giường bệnh đi nam cung tư kỳ tần trạch ngươi thật hảo tần trạch ngươi có thể nhìn một chút nữ nhi của ta nam cung tư kỳ đi đến tầng thấm y giường bệnh trước mặt đôi mắt đẹp nhìn xem trước mắt cái này tinh xảo khả ái tiểu nữ nhi nam cung tư kỳ ngươi không sợ ta làm hại nàng tần trạch cười lạnh không nói nam cung tư kỳ liếc mắt nhìn tần trạch xem ra ngươi cũng không sợ tần trạch lạnh lùng nói ra ta hy vọng ngươi có thế minh bạch ngươi có thể ở tại nơi này nguyên nhân là bởi vì cái gì nếu như hối hận ngươi bây giờ còn có cơ hội không có ngươi ta không phải ra không được nam cung tư kỳ lắc đầu ta không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân ngươi muốn biết vẫn là từ ta cho ngươi biết a à, ngươi cũng không muốn lãng phí thời gian không phải sao Tần Trạch, ngươi so Nam Cung Gia cùng Y Gia người lợi hại rất nhiều, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đứng ở Nam Cung Gia cùng Y Gia bên kia, dạng này sự tình sẽ thay đổi thú vị chút. Nam Cung Tư Kỳ khả ái nở nụ cười, không nói gì. Tần Trạch lấy ra thuốc lá, còn đưa cho Nam Cung Tư Kỳ một chi. Nam Cung Tư Kỳ kỳ quái nhìn Tần Trạch, bệnh viện có thể hút thuốc lá. Tần Trạch liếc mắt nhìn hắn bảo bối kia nữ nhi, nàng nhìn thấy sẽ hung ta. Nam Cung Tư Kỳ cười khổ, nàng cảm thấy Tần Trạch hỏi một đằng, trả lời một nẻo rõ ràng nam cung tư kỳ hỏi là bệnh viện quy cũ nhưng tần trạch trả lời lại là tần thấm y xem ra tần trạch căn bản vốn không quan tâm cái gọi là quy cũ hắn quan tâm chỉ là tần thấm y nghĩ tới như vậy tần trạch lời nói ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thông logic. nam cung tư kỳ tiếp nhận thuốc lá cảm ơn ca ca tần trạch mỉa mai ngươi sẽ hút thuốc lá nam cung tư kỳ một mặt không quan trọng nhóm lửa thuốc lá hít sâu một cái thở ra nam cung tư kỳ giống như là ta loại này tịch mịch nữ nhân có cái gì sẽ không tần trạch một lời hai ý nghĩa nam cung tư kỳ thú vị nhìn xem tần trạch ta sẽ rất nhiều ngươi không cần thử xem tần trạch nhíu mày nam cung tư kỳ thấy thế bất đắc dĩ nói đừng nóng giận là ta chưa nói lúc này em ma trở lại phòng bệnh nàng đi đến sau lưng tần trạch thản nhiên nói an bài xong xuôi tần trạch gật đầu một cái nhìn về phía nam cung tư kỳ buổi tối hôm nay ngươi liền có thể ở chỗ này nam cung tư kỳ ngạc nhiên nhìn xem tần trạch hai mắt hiện lên bóng loáng thật sự tần trạch không muốn cùng nàng nói nhảm nhiều xảy ra khác chủ đề nói đi nam cung tư kỳ ngươi hỏi đi tần trạch nắm vuốt tàn thuốc hỏi tại sao muốn tiếp xúc ta nam cung tư kỳ ung dung giải thích nói từ trên căn bản tới nói chúng ta không có cái gì xung đột hoặc mâu thuẫn cứ việc ta biết ngươi rất không chào đón ta mặt khác ta muốn mượn cơ hội này gây nên nam cung gia chú ý chỉ cần ta tiếp xúc ngươi ta tin tưởng nam cung tuấn sở không cần bao lâu liền sẽ tìm được ta lại có một cái nam cung gia cùng y gia không kiên trì được bao lâu đợi đến bọn hắn cùng đồ mặc lộ bọn hắn sẽ đem làm hại con gái của ngươi sự tình vung ra trên đầu ta ta ở bên cạnh ngươi chí ít có thể chứng minh ta cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào tần trạch cười lạnh ngươi ngược lại là thấy rất thấu triệt nam cung tư kỳ hại cha ruột ta có thế không hiểu rõ hắn tần trạch đột nhiên cảm giác được cái này rất buồn cười cha ruột ngươi chính là như thế đối đãi cha ruột ngươi nam cung tư kỳ gian hai tay ra nào có cha ruột mình giết vợ tử tần trạch không nói chuyện Tần Trạch điều tra qua Nam Cung Tư Kỳ, trước khi Nam Cung Tư Kỳ mẫu thân chính xác chết bởi Nam Cung Tuấn Sở chi tay, điểm ấy không giả. Tần Trạch cho nên khi phụ thân ngươi biết ngươi tại tiếp xúc ta sau đó đâu? Nam Cung Tư Kỳ nghĩ nghĩ, nói hẳn là sẽ tìm ta ăn một bữa cơm các loại, thuận tiện tìm hiểu một chút mục đích của ta. Tần Trạch sau đó thì sao? Nam Cung Tư Kỳ trọng trọng hít một hơi khói, cùng với trong miệng sương mù, ta có thể tiết lộ cho hắn liên quan tới ngươi bên này động tác giành được tín nhiệm của hắn. Tần Trạch tân. Nam Cung Tư Kỳ giải thích nói, lấy ngươi cá nhân thực lực, động tác của ngươi coi như để cho Nam Cung Gia cùng Y Gia biết cũng không ảnh hưởng ngươi cái gì, từ bọn hắn chọc ngươi bắt đầu, Nam Cung Gia cùng Y Gia bị diệt tộc đã là sự thật, bọn hắn tất cả động tác, mưu kế bất quá là vùng vẫy giải chết thôi. Sau đó, Nam Cung Tư Kỳ tiếp tục giảng giải, sau đó ta hẹn hắn ăn cơm. Tần Trạch hai mắt nhíu lại, tiếp đó ngươi dự định thiêu chết Nam Cung Tuấn Sở. Nam Cung Tư Kỳ gật đầu một cái. Tần Trạch trầm giọng, có chút ý tứ, Trước kia phụ thân ngươi chết bởi Nam cung Tuấn Sở chi tay, lần này để cho hắn cảm thụ một chút bị hôn sinh nữ nhi giết chết cảm giác. Nam cung Tư kỳ hưng phấn lên, nàng có chút kích động nhìn tần Trạch, đúng không? Đúng không? Có thể tưởng tượng đến nét mặt của hắn sao? Như thế nhất định sẽ rất thú vị đúng không?